Xin chào anh em, giới thiệu với anh em một cây guitar classic hàng Nhật cổ cho anh em nha, rất là lâu đời rồi. Cấu hình rất là cao anh em, cấu hình rất là cao, cây này hồi xưa luôn, nó nhiều chục năm lắm nha anh em nha. Tổng quan cái đàn đây đó, mình lại nhắc lại cái vấn đề mà sản xuất đàn năm nào nha anh em nha. Có nhiều anh em lại hỏi mình, cứ hỏi hoài cái vấn đề này, mình đã nói với anh em rất là nhiều rồi nha. Làm sao biết được như cái tem cái này nè, mình đưa cái tem cho anh em coi, cái tem nó như vậy, anh em biết nó sản xuất năm nào không, đúng không? Cái tem Hán tự, cái chữ hồi xưa rồi, mình chỉ biết đoán thôi, đoán vài chục năm thôi, nhưng mà nhiều anh em là phải khẳng định, mày bán đàn mày phải biết nó sản xuất năm nào, sản xuất nó ở đâu, đúng không? Anh em nhìn vậy biết không, mình đưa cho anh em coi sao biết được. 100 cây đàn thì khoảng 80 đến 90 cây là không có rõ luôn anh em, không có rõ, là đoán theo kinh nghiệm thôi nha, đoán theo kinh nghiệm thôi. Còn nhiều anh em là không chịu, là phải lằng nhằng, mày phải biết chính xác đó, mày phải chắc chắn khẳng định này kia. Làm sao khẳng định được anh em chơi đàn second hand mà. Những cái đàn này nhìn là biết nó hàng Nhật rồi, nhưng mà mình không có căn cứ, có nghĩa là nó không có ghi mắc in ra băng á anh em, thấy không? Những cái này anh em nào chơi đàn Nhật là biết liền, nó hàng Nhật cổ, Nhật hồi xưa á anh em. Đó, nó có mọc đỏ, nó đóng bên hông nữa nha. Cây này cấu hình rất là cao anh em, cấu hình rất là cao. Mình nói trước để tránh tình trạng có những anh cứ đè ra mà cái này sản xuất năm nào vậy, rồi sao trả lời anh em, nói không biết không chịu, mình nói không biết không chịu. Đưa cái tem cho coi, đưa nguyên cây đàn cho coi đó, thì anh tự nghiên cứu đi, anh coi cái nó sản xuất năm nào. Làm sao biết được, nó ghi chữ gì sao biết. Nhiều cây nó đâu ghi mắc in gì đâu anh em, đa số luôn nha, 80-90% không ghi. Cây đàn này cấu hình cao nha anh em nha. Theo như mình nhìn thấy, mặt tớp của nó là gỗ solid, là gỗ thịt, là gỗ nguyên tấm anh em hay nói á. Lưng hông cũng vậy nha anh em nha, tại vì nó cặp nang, thường là những cây gỗ solid full á là nó sẽ cặp nang. Dọc anh em nhìn xéo cái lỗ vô á, nhìn xéo lỗ vô thì nó sẽ có những cái nang nó cặp dọc theo đàn gì nha anh em nha. Đàn Nhật, đàn ngoại. Cây này thì ngoại hình nó lướt xước nha, nhưng mà cái cấu hình nó cao, chất lượng tốt, âm hay. Chắc là của một ông nghệ nhân nào cũng làm hồi xưa là cũng dữ dằn lắm anh em, nhưng mà lâu đời rồi. Này là thủ công anh em nhìn thấy không, đó, này là thủ công anh em, lướt xước thì thôi nha anh em nha. Chất lượng tốt, một cây full solid như vậy giá 4 triệu đồng nha anh em, rất là rẻ luôn. Bình thường anh em mua cây full solid nhiều khi vài chục triệu chưa có mua được nữa nha anh em nha, vài chục luôn. Cái này chỉ có 4 triệu thôi nè, 4 triệu hàng Nhật, chất lượng tốt, nói chung là cái đàn hoàn toàn không lỗi lầm gì nha, âm hay, chất lượng tốt, không lỗi lầm gì hết. Chỉ có là nó cũ nha, nó cũ và nó hơi lướt xước, tự vì đàn lâu năm rồi, nhiều chục năm mà, mình đoán thôi nha anh em nha. Cái này mình nói trước là mình đoán vài chục năm nha anh em, nhìn là cũng biết rồi, nó nhiều năm lắm rồi, nhưng mà chất lượng nó còn tốt, không hư hỏng, không lỗi lầm, hoàn toàn ngon lành hết, chỉ là cũ thôi nha anh em nha. Rồi, giá 4 triệu đồng, mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi đây, tổng quan cái đàn. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Đây là tem của đàn nha anh em nha, tem của đàn đây, nguyên băng cái tem hồi xưa đây. Cái chữ của nó anh em thấy không, ở dưới là có cái mọc đỏ nha. Rồi, theo như anh em thấy cái tem này thì nó sản xuất năm nào đó, có nhiều anh em hỏi khó mình vậy đó, giờ mình nhờ anh em giúp đỡ giùm coi cái tem về thì nó sản xuất năm nào. Cảm ơn anh em nhiều nha. Rồi, anh em coi gần đàn nè, tổng quan cái này là những cái vết mà họ dán lên cái hình này hình kia nè. Đây là bên đó nhiều khi họ thích hình này hình kia, cái họ dán lên nha. Dán một thời gian, khi gỡ ra thì nó sẽ có chỗ này, nó sẽ mới hơn những cái chỗ xung quanh. Từ chỗ này nó không tiếp xúc với nhiệt độ ánh sáng rồi đó, thì nó sẽ còn mới hơn những cái chỗ xung quanh nha. Đó, như vậy thôi. Nó không phải là bị hư hại gì đâu anh em. Đây nè, những cái ô gì nè là do anh em dán cái hình gì vô á, xong rồi gỡ ra. Đó, gỡ ra thì nó sẽ vậy nha. Còn lại là lấm tấm nước xước thôi, chứ không hư hại gì hết nha anh em nha. Đàn chất lượng tốt và nguyên zin hết luôn anh em, nguyên zin 100% luôn. Gỗ, lát mình sẽ quay bên trong thùng sơ sơ cho anh em coi cái nang đồ bên trong thùng đó. Lưng, eo, action đàn là êm nha anh em nha. Cái đàn này action cực kỳ êm luôn, khóa này zin luôn anh em, khóa zin luôn đó. Hiếm mà có một cây đàn mà cấu hình gỗ nó full như vậy. Dây số 1 nữa nè, dây số 1, dây 6 à, đẹp hết nha anh em nha, action đẹp ngon lành hết. Rồi, sẽ test cần phím cho anh em coi đây. Cần phím ngon lành hết nha anh em nha, không rè tẹt, không lỗi phím nào hết. Mình sẽ đẩy vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn. Hay tuyệt
tuyệt vời luôn. Ngoại hình thì nó không đẹp nha anh em nha, ngoại hình thì nó hơi lướt xước lâu năm rồi, mà cái này là chất lượng âm thanh à, cần kiếm các cái là ngon lành hết nha anh em. Giá mình đang bán là 4 triệu. Thông tin cửa hàng và số điện thoại để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.